Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu sao cho đẹp nhất. Bây giờ mình sẽ lấy những cái màu mà mình đẹp nhất mình sẽ tô nha. Các bạn xem video của mình có thấy hay không? Nếu mà thấy hay thì hãy cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt like để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cùng một như thôi. Đầu tiên, mình sẽ mở phần mềm và ấn lệnh cho nó. Tiếp theo, lựa chọn mục tiêu cần đổi với đính nạn. Sau đó, tiếp tục tích vào phần nối với 4 mô đất. Sau đó, chọn ấn lệnh cho ép lưu video. Và chọn file lưu trữ video. Sau đó, tôi vào phần Atasia Studio. Tạo video. Đầu tiên, tôi cho video tôi vừa đổi thành định dạng 14 vào phần mềm. Sau đó, tôi lấy video giới thiệu đã quay chưa để ghép vào video của tôi. Xong tất cả, tôi sẽ xuất video vào một file riêng và tiến hành ở trên YouTube của tôi. Cuối cùng, mong nhóm hỗ trợ YouTube xem xét lại về việc kiếm tiền trên kênh của tôi. Ê trời. Đây. Được rồi, thôi mà là. Mẹ lại lo xuống đấy. Ta chỉ có bước mang tại đây đi. Nước sức đi mà. Mà lại để mình chơi ra. Ngoài toa rồi. Hơi bị dơ với mình mấy phút rồi. Mà nhẹ mình. Người không đi dậy mấy phút. Cũng quên là. Đọc như rác và nơi tôi mới biết sai. Mẹ ơi. Vâng viên gì nói câu mà gì nữa. Chiều nay phải đi cắt tóc đi quay mới được. Tất nghe nhà đàn trưởng nói nghe được này. Đi không? Đi lắm giấy mẹ tóc bố mình này cắt cắt bố. Kết thôi là được rồi. Vâng được như thế này. À. Trái tim đã cho là cho vào ghi chú không trời? Ghi chú đọc nó dễ hơn cái mù ấy. Trời. Cho ghi chú đọc nó dễ hơn. Ai bảo coi như. Anh em. Trong ghi chú nó dài này đọc nó dễ hơn nhiều. Mẹt đâu. Mẹt như này đọc rõ là khó. Đọc hơi tí lại xuống dòng. Khả năng cao chiều mượn tiêm anh nha. Rồi. Khả năng cao chiều mượn tiêm. Bước. Tôi mò xong nhé các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách tô màu sao cho đẹp nhất. Bây giờ mình sẽ lấy những cái màu mà mình đẹp nhất mình sẽ tô nha.
các bạn xem video của mình có thấy hay không. Nếu mà thấy hay thì hãy cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt like để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn này.